chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Thưa các bạn thân mến, thì mang theo mục tiêu to lớn về việc biến khu đô thị mới GS Nhà Bè trở thành vị trí vàng trung tâm Nhà Bè, thì dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè tọa lạc tại hai xã Phước Kiển và Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chiếm nhiều ưu thế về mặt đời sống dân cư, hứa hẹn sẽ làm tâm điểm tại thị trường bất động sản Nam Sài Gòn trong thời gian tới. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem qua những điểm mạnh của dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè để quý vị có thể tham khảo nhé. Thứ nhất thì tôi sẽ muốn đề cập về vị trí dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè. Thì dự án trải dài trên địa bàn hai xã Nhân Đức và Phước Kiển Nhà Bè, nằm giáp mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương và Phạm Hữu Lầu, đều là những nút giao thông trọng điểm của khu Nam Sài Gòn. Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ được quy hoạch với làn đường 60m, và tuyến metro số 4 chạy dọc tuyến đường này sẽ được quy hoạch và hoàn thành trong thời gian tới. Hệ thống giao thông linh hoạt, thuận tiện liên kết vùng với các khu vực lân cận. Các tuyến cao tốc Bến Đức Long Thành cũng góp phần tạo thuận lợi cho giao thông liên vùng. Và sắp tới thì cầu Bình Khánh Hội Long Thới, Nhà Bè với Bình Khánh Cần Giờ cũng sẽ là những điểm sáng đối với dân cư của dự án. Và ngoài ra thì không chỉ có vị trí thuận lợi với các tuyến đường giao thông liên kết trọng điểm, mà dự án còn sở hữu vị trí rất là đắc địa khi nằm liền kề khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng, dễ dàng kết nối Nhà Bè đến Phú Mỹ Hưng để qua Bình Chánh, quận 4, quận 5, quận 1 và các quận nội thành khác. Và quý vị có thể yên tâm khi mà định cư tại dự án, tại vì dự án sẽ luôn được yên tâm trong việc di chuyển về mọi hướng của thành phố với những tuyến đường thuận lợi nhất. Ví dụ như là quý vị chỉ mất có khoảng 5 phút để đến trung tâm huyện Nhà Bè, đến Phú Mỹ Hưng hay trung tâm quận 7, 10 đến 15 phút để đến các khu vực quận 4, quận 8 hoặc quận 5, hay là 20 phút để đến trung tâm thành phố quận nhất, và chỉ mất có 15 phút để đến quận 1 và quận 9. Và như đã biết thì dự án khu đô thị GS Nhà Bè là một trong 3 khu đô thị phức hợp thông minh hiện đại, liền kề các con sông, rạch như là Mương Chuối, Rạch Tôm, Rạch Long Kiển, do đó mà mang theo lợi thế về giao thông đường biển. Môi trường sống thì luôn rất là mát mẻ, trong lành và tươi mát. Và đây cũng chính là lợi thế để khai thác về vị trí và quy hoạch hạ tầng giao thông tại dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè. Và đó sẽ là cơ sở để giá trị của dự án Sky Nhà Bè còn gia tăng trong tương lai khi chọn đầu tư. Và điểm mạnh thứ hai của dự án này đó chính là về tiện ích dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè. Thì được quy hoạch đồng bộ và thiết kế bài bản đầy đủ, dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè còn sở hữu các tiện ích đẳng cấp, tối ưu môi trường xanh, thân thiện nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sống đầy đủ nhất, hiện đại nhất và lành mạnh cho cư dân nơi đây. Và cụ thể hơn mà tôi muốn đề cập đến video ngày hôm nay đó chính là các lĩnh vực như khu vui chơi, mua sắm, bệnh viện, giáo dục đều ở vị trí tiện lợi cho cư dân di chuyển đến. Như ví dụ như là hệ thống các khu mua sắm, nhà hàng, cà phê hay các công trình cộng đồng như trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế, khu thương mại, khu thể dục thể thao, hồ bơi, công viên xanh và cư dân tại án C, City Nhà Bè còn được thừa hưởng các tiện ích liên kề như là các trường học các cấp, trường học quốc tế và một số trường đại học lớn, hệ thống trường quốc tế Nam Sài Gòn hay Đại học RMIT, Tôn Đức Thắng, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tim Đức, Phòng khám đa khoa quốc tế. Và ngoài ra thì với cái hệ thống siêu thị Co.op, Lotte, SCBO City, Pixi, Trung tâm Thương mại Crescent Mall, Paragon hay là các khu chợ thì nó rất là giúp ích cho các việc đi mua sắm đối với những người nội trợ và giúp các bạn dễ dàng hơn đối với việc ăn uống hay là nấu nướng. Với không gian sống xanh là xu hướng mà nhiều nhà đầu tư muốn xây dựng và phát triển tại dự án của mình, thì dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè đã cho xây dựng khu đô thị cây xanh với hơn 39 hectare, diện tích mặt nước là hơn 40 hectare và các khu chức năng khác là 12 hectare. Đây hoàn toàn là một môi trường sống thân thiện cho cư dân và một số hình ảnh trong tương lai về đời sống của dân cư như là công viên cây xanh nội bộ được thiết kế với không gian xanh tạo nên không khí rất là thoáng mát và yên tĩnh, và còn có khu vực cho các buổi tiệc ăn uống, BBQ hay là khuôn viên tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, sân chơi cho trẻ em được bao phủ bởi cảnh quan xanh.
và về tiến độ của dự án. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện phần đường dây trong dự án khu đô thị căn hộ cao cấp GS. Nhưng mà đối với phần đường dây ngoài của khu đất của dự án thì nhà đầu tư đã làm và hoàn thiện 4 trên 9 móng trụ lắp đặt ở các cốt thép. Và hiện các công việc đang được khẩn trương đầu tư và hoàn thành. Dự án khu đô thị mới GS Nhà Bè xác định bản thân sẽ trở thành một khu cư dân văn minh, nơi mọi người không chỉ trải nghiệm cuộc sống tốt nhất, hưởng lợi những tiện nghi hiện đại nhất, mà còn xây dựng cho mọi người một tập thể gắn kết, môi trường lành mạnh vì hạnh phúc của các cư dân, của mỗi gia đình. Và trong tương lai thì đây sẽ là dự án mang nhiều tiềm năng, không những về giá trị vật chất cho cư dân, mà còn là tiềm năng về những giá trị tinh thần, đáp ứng được cho người dân môi trường sống hoàn hảo nhất. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án trên thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 079 679 6789. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.